Truyện tích ba: bị chém đầu mà còn được xưng tội, rước lễ. Alexander là một cô gái điếm xinh đẹp ở vùng Aragon, Tây Ban Nha. Nàng đã thu hút bao nhiêu chàng trai nổi tiếng ăn chơi, lâm vào tình trạng ghen tương, chém giết lẫn nhau. Khi còn nhỏ, nàng được mẹ dạy phải năn lần chuỗi mân côi kính đức mẹ. Tư tưởng và thói quen ấy đã thấm sâu vào máu thịt nàng, cho nên mặc dù sống trong tội lỗi, nàng cũng không quên lần chuỗi mân côi. Ngày kia, có hai chàng thanh niên mê mệt Alexander, ghen tương, tranh giành nên đã chém giết lẫn nhau. Cha mẹ của hai chàng thanh niên căm thù Alexander và quyết chí trả thù. Ban đêm, họ xông vào nhà, dùng gươm chém Alexander cho đến chết, rồi đem quẳng xác xuống giếng nước. Alexander chưa chết hẳn. Sáng hôm sau, Thánh Domenico đi qua gần đó, nghe tiếng rên xiết trong giếng. Ngài ngó xuống, thấy một thiếu nữ đang quằn quại trong vũng máu. Biết là Alexander, Ngài gọi Alexander lên đây. Tức thì xác nổi lên, nàng đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội và cho nàng rước mình máu Thánh Chúa. Trước đám đông người tụ họp, thánh nhân hỏi: tại sao con được ơn đặc biệt này? Alexander trả lời: con đang mắc tội trọng thì bị giết, nhưng Đức Mẹ đã cứu con thoát khỏi hỏa ngục. Vì hằng ngày con có thói quen lần chuỗi mân côi như mẹ con đã dạy khi còn nhỏ. Trong suốt hai ngày, mọi người có thể đến bờ giếng xem xác Alexander cho đến khi nàng chết hẳn. Nửa tháng sau, nàng hiện về cùng đi với Thánh Domenico, diễm lệ và sáng chói như một vì sao. Và nàng cũng nói thêm cho mọi người biết: không gì hữu hiệu bằng chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ. Lời bàn: câu chuyện nghe rất rùng rợn, nhưng đã được linh mục Jussi Nierenberg kể lại trong dòng ba Thánh Đa Minh thế kỷ thứ 18. Sự việc này xảy ra nói nên sức mạnh của chuỗi hạt mân côi. Tạ ơn Chúa.